cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ, Iceland và Pháp sẽ khai phá thêm những dư địa tiềm năng mới trong hợp tác với mỗi nước phù hợp với tình hình mới. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, Iceland, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp. Trước chuyến thăm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhằm khẳng định một lần nữa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Iceland, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Chuyến thăm đến Mông Cổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Mông Cổ trao đổi định hướng lớn, các biện pháp quan trọng để thắt chặt hơn nữa sự tin cậy chính trị cũng như tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Với Iceland, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Iceland là một dân tộc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về lịch sử và truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên, nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Hai bên có nhiều dư địa tiềm năng để tăng cường hợp tác cùng phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Iceland có thế mạnh như đầu tư chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học. Với Pháp, trên cơ sở quan hệ lương duyên đặc biệt và kết quả quan hệ hợp tác đối tác chiến lược hơn 10 năm qua, lãnh đạo hai bên cũng sẽ trao đổi các biện pháp đưa quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tương xứng với tiềm năng và vị thế của cả hai nước. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác thương mại đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, hợp tác giữa các địa phương, mở rộng hợp tác lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như hàng không, vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, kinh tế số. Thông qua chuyến công tác, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các nước trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, vận động các nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống sở tại, phát huy vai trò cầu nối, đóng góp cho quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nêu ý nghĩa. Về hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức. Chuyến thăm không chỉ khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia mà còn thể hiện ý chí kiên định của lãnh đạo hai nước trong việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Trong cuộc trao đổi với phóng viên tại La Habana, ông Bredesman Turo González, nguyên đại sứ Cuba tại Việt Nam, phó chủ tịch Hội hữu nghị Cuba Việt Nam đã nhấn mạnh rằng chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm một lần nữa thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba vào thời điểm này. Có thể nói chuyến thăm đã tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc phát triển quan hệ song phương. Đồng chí Tô Lâm thăm Cuba ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Điều này cho thấy tình cảm nồng hậu của Việt Nam đối với Cuba cùng sự thấu hiểu và chia sẻ của Việt Nam trước những khó khăn, hoàn cảnh mà Cuba đang trải qua. Cũng theo ông Bredesman Turo González, trong chuyến thăm, lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước hai nước đã trao đổi quan điểm, thông tin về tình hình nội bộ mỗi nước cũng như về tình hình quốc tế. Hai bên cũng đã đạt được các thỏa thuận quan trọng trên bình diện chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác, tạo nên động lực mới cho quan hệ song phương. Ông Bredesman Turo González nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện là nhà đầu tư chính của châu Á tại Cuba và Cuba kỳ vọng sẽ nhận được nhiều khoản đầu tư hơn nữa từ Việt Nam. Cả hai nước đều mong muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ thương mại, kinh tế và hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lương thực và các mặt hàng, hàng hóa tiêu dùng. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các hiệp định nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Những thỏa thuận này là bước tiến mới trên con đường không ngừng phát triển của mối quan hệ anh em giữa Cuba và Việt Nam, ông Bredesman Turo González nói. Ngoài ra, nhằm vun đắp hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung trong sáng giữa hai đất nước anh em, ông Bredesman Turo González cho rằng hai đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba
cần trao đổi đoàn thường xuyên hơn, tiếp tục trao đổi sinh viên, cố gắng tăng cường giao lưu giữa các địa phương Cuba và các địa phương Việt Nam ở cấp tỉnh, thành phố, huyện để có thể truyền cho các thế hệ trẻ và các nhà lãnh đạo trẻ về tình cảm nồng ấm, hữu nghị giữa hai dân tộc, qua đó gìn giữ mối quan hệ đặc biệt mà theo lời lãnh đạo tối cao của cách mạng Cuba Fidel Castro là biểu tượng của thời đại và theo lời lãnh đạo Việt Nam, Cuba và Việt Nam là anh em song sinh. Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải giữ gìn những tình cảm này như con người của mắt mình. Tôi tin rằng từ những cuộc trao đổi này, chúng ta có thể chuyển giao di sản đó cho các thế hệ tiếp theo và tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi đoàn văn hóa, thể thao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Mỹ đã thành công tốt đẹp với gần 50 hoạt động song phương và đa phương. Chuyến công tác diễn ra một năm sau khi Việt Nam và Mỹ chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và hai nước chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến công tác đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã truyền tải được thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại, thể hiện khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam chia sẻ những nhận định và cùng các nước đề ra các định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Việt Nam đã tiếp tục thể hiện, khắc họa một hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, năng động, đổi mới, đáng tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tất cả những điều này tiếp tục giúp khẳng định vai trò vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam, quốc gia đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hàng chục hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có 27 hoạt động gặp gỡ tiếp xúc với các quan chức, cựu quan chức chính quyền, quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè, chuyên gia, học giả, sinh viên và kiều bào Việt Nam tại Mỹ. Các phát biểu chính sách tại Đại học Columbia, sự kiện kỷ niệm 1 năm nâng cấp quan hệ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đang được đông đảo người nghe ghi nhận đánh giá cao những thông điệp quan trọng định hướng phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, thông qua các hoạt động, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phía Mỹ duy trì cam kết đối với các ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong triển khai khuôn khổ quan hệ mới, bao gồm vấn đề kinh tế thị trường, thúc đẩy đột phá trong lĩnh vực mới như AI bán dẫn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thông qua việc thu xếp chương trình lễ tân, có thể thấy Mỹ rất coi trọng chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với sự tiếp đón trọng thị, nhất là việc thu xếp trang trọng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cho thấy Mỹ thực sự tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, tôn trọng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh. Nhân dịp này, các đối tác doanh nghiệp hai nước cũng đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ trên các lĩnh vực quan trọng, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch.